cháu có quà cho bà đây. Nhiều kem túi chưa? Kem sữa chua bà tự làm đúng không? Bà tự làm. Có cháu không ạ? À, à. Chua dẻo thơm ngon đây. Chia ba bánh con đấy. Vâng. Đầu tiên con gặp ông bà đi bán qua đường này đấy. Con lấy bao nhiêu? Cho con 20 cái đi. Bao nhiêu tiền một cái ạ? 2.000 một cái thôi. 2.000 một cái. Lấy 50 cho con cái. 50 cái. 50 cái. Cho con 50 cái nhá. Cho con lẫn lộn vị nhá. Ừ. Ông là bộ đội hả ông? Ông là thương binh. Ông là thương binh ạ. Ông ơi, ông ngày xưa là ông đánh ở chiến trường nào đấy? Quảng Trị. Ông ở chiến trường Quảng Trị ạ. Quá tuyệt vời ạ. Đấy, nhiều nước xe này đấy. Hai cháu một túi rồi, 50 cái. Vâng, cho con 50 cái ạ. Đây là 25 cái, 6 cái. 26 cái. Vâng, cho con 50 cái. 26 cái là tính 25 thôi nhá. Vâng. Dạ vâng, con cảm ơn ạ. Nhà ông bà ở đâu ạ? Cam Đường. Cam Đường. À, ông bà từ Cam Đường đi lên trên này bán ạ. 18, 20, 22, 24. Lại tặng một cái nữa. 26 cái. Thế thì ông bà cho con 100 cái đi. Con mua ủng hộ ông bà luôn. Con lấy 100 cái. Quả khô là có đăng ký an toàn vệ sinh thực phẩm. Tức là của ông bà đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm đúng không ạ? Chứ còn gì nữa. Phường nó phải đến nó làm việc với các cô, phải có bản đăng ký. Vâng. Mới được đi ra thị trường không nó bắt. Con mua ủng hộ ông bà 100 cái để ăn hết mùa hè luôn trong một tháng luôn. Đấy, ông bà nhận được rồi nhá. Con chúc ông bà luôn luôn mạnh khỏe và bán được thật nhiều kem ở tại thành phố Lào Cai nha. Và để sống thật tốt và làm thật chuẩn để các con ăn. Dạ vâng. Mọi người như vậy. Vâng, chào ông bà. Ngon thật.